Các bài tập đọc sau đây đi kèm theo loạt bài tiếng Anh Mỹ theo phương pháp của tiến sĩ Pimsler. Để thực hiện các bài tập đọc này, bạn phải có những hiểu biết cơ bản về các âm trong bảng chữ cái tiếng Anh Mỹ. Trong khi học các bài này, bạn cần nhớ rằng các bài này bao gồm những quy tắc và hướng dẫn chung về chính tả và phát âm của tiếng Anh Mỹ. Tiếng Anh cũng có một số trường hợp ngoại lệ so với những hướng dẫn này. Xong, bạn biết càng nhiều từ thì bạn càng thấy những bài này dễ. Bạn có thể đọc đi đọc lại chừng nào bạn cảm thấy cần thiết. Để bắt đầu, bạn cần phải có cuốn sách tập đọc. Nếu bạn chưa có cuốn sách này trong tay thì bạn hãy ngừng nghe và nghe lại khi nào bạn chuẩn bị xong. Bạn hãy mở bài 1 trong sách tập đọc. Hãy xem từ thứ nhất. Chú ý nghe người Mỹ phát âm từ này. It. Bây giờ, bạn hãy đọc to theo người Mỹ. Bạn hãy luôn luôn đọc to it, it. Bạn phát âm từ số 2. Kit. Hãy thử phát âm từ số 3. Set. Bây giờ, bạn hãy thử phát âm từ số 4. Đây là một số từ mà bạn học trong loạt bài này. Sex từ số 5 fix từ số 6 fin hãy xem từ số 7 từ này là một từ bạn biết và nó luôn luôn được viết hoa hãy đọc từ này theo người Mỹ i i từ số 8 cũng có âm này bạn thử phát âm từ này Fine. Bạn có nhận thấy con chữ Ý ừ. ở cuối từ này không? Con chữ Ý ừ. ở cuối từ thường biến đổi âm của nguyên âm đứng trước nó, nhưng bản thân con chữ Ý ừ. thì không được phát âm. Hãy xem số 9 và đọc cặp từ này liền nhau. Hãy luôn luôn đọc to. Finn, fine. thin, fine. Hãy nói từ số 10. Nine. Từ số 11. Sight. Từ số 12, cũng có âm mà bạn vừa mới học. Hãy thử đọc từ này. My. My. Như bạn nghe thấy, con chữ Y ở cuối một từ thường được phát âm giống như I, như trong từ số 10 và số 11. Hãy thử đọc từ số 13. By. Từ số 14. Kite. Kite. Bây giờ, bạn hãy thử đọc từ số 15. Lưu ý rằng từ này không có con chữ E ở cuối. Mess. Mess. Hãy đọc lại từ số 15. Lưu ý rằng hai con chữ s đi liền nhau được phát âm như khi chỉ có một con chữ s. Miss. Hãy đọc từ số 16 did Từ số 17 bit bit Từ số 18 bite Số 19 big bite big bite Hãy thử đọc số 20 từ cuối cùng được viết hoa vì đây là một tên riêng. I like Ike. I like Ike. Bài tập đọc thứ nhất đến đây là hết.